rồi chạy đến. Sau khi xác định cô bé tạm thời không có gì đáng ngại, cô liền đứng dậy tát một bạt tai vào mặt anh ta. Hóa ra cô gái từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim, còn Yeon Kyung chính là bác sĩ chữa trị chính của cô bé. Cuối cùng anh ta bị bảo vệ cưỡng chế đưa đi. Ông chú bị đưa đi điều tra với lý do đe dọa đến tính mạng người khác. Lúc này anh cũng đoán được bản thân mình bị đưa đến trong ngục, còn anh cai ngục đang đăng ký cho mình. Thì ra anh ta tên là Heo Im, năm nay 30 tuổi. Cảnh sát thấy anh ta xấu xấu bẩn bẩn. Đấy, tôi chung chung 작년 서른이요. 서른? 노안인 게요? 동안이요. 좀 줘보십시오. Cảnh sát vừa nhìn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảnh sát nhốt luôn anh ta vào trong nhà giam. Trong lúc cấp bách, Heo Im nhớ lại cảnh tượng lúc mình bị bắt, vô tình có chạm vào tay anh cảnh sát bắt mạch, thì chẩn đoán được phần bụng anh ta có vấn đề. 아래쪽이 자꾸 당기는 게 산의 기운을 너무 일시에 과하게 써서. Cảnh sát vì thể diện nên không thừa nhận, nhưng anh ta lại bắt đầu tò mò, vẫn muốn hỏi cho rõ. 야, 이 새끼야, 너 어떻게 알았어? Yeon Kim bên này đang xem lại camera giám sát. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy ông chú đang dùng phương pháp châm cứu cổ đại để cứu bé gái. Trong lúc quá bất ngờ, cô biết mình đã trách nhầm người tốt. Còn phía Heo Im lúc này đang trườm bụng cho vị cảnh sát vừa rồi, sau đó dùng phương pháp châm cứu để chữa trị. Cảnh tượng này vừa hay bị nữ bác sĩ vô tình bắt gặp. Nhưng vì Heo Im luôn nói về chuyện của mấy trăm năm về trước, điều này khiến cô nghĩ đầu của Heo Im có vấn đề. Rồi cô cảnh cáo anh sau này tránh xa bệnh nhân của cô ấy. Sau khi Yeon Kyung đi, Heo Im bắt đầu đi lang thang trên đường phố. Đột nhiên anh nhìn thấy một tấm biển có chữ gia đình, vốn nghĩ là có thể vào bên trong, nên anh định vào hỏi thăm. Kết quả đèn cảm ứng của căn nhà đột nhiên sáng lên, và cả bị tiếng chuông báo động khiến anh ta giật mình bỏ chạy. Quá kiệt sức, anh chỉ còn biết hét lên chỗ đông người. Sau đó anh ta bị bảo vệ đuổi liền cắp mông chạy đi. Vì không có chỗ dung thân nên Heo Im đi đến bệnh viên. Trùng hợp anh lại gặp Yeon Kyung ở đây. Heo Im đang muốn lại chào hỏi cô, giường cấp cứu bệnh nhân bị